hai xin chào anh em chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với trong thị trường crypto này để anh em có thể tham gia đầu tư và kiếm được tiền từ thị trường ha trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một token có tên là bitdao thì đây là một đồng coi làm về lĩnh vực dao là một cái trend mà rất là hot trong thời gian qua ở thị trường crypto và sẽ còn tiếp tục phát triển nữa ở trong tương lai rồi thì trước khi mà đi vào chi tiết video review về Token BitDao này á, thì bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube của Long Series thì các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cập nhật nào mới từ mình nha. Ngoài ra thì mình còn có thêm một channel ở trên uh, Telegram để mình thường xuyên cập nhật những cái thông tin quan trọng ở trong thị trường. Thì anh em có thể uh, join vào channel này, mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả video ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về uh, dự án BitDao này đầu tiên là phần về giới thiệu Down là gì. thì nghe cái tên qua thì các bạn đã nắm được là đây là một dự án làm về DAO. thì dành cho những bạn nào chưa biết là cái chữ DAO này nó viết tắt của Decentralized Autonomous Organization. nó có nghĩa là một tổ chức tự trị phi tập trung hay nói cách khác đó, đó là những dự án crypto trước kia khi mà các bạn tham gia thì các bạn sẽ thấy là mỗi lần mà dự án quyết định thay đổi một cái thông tin nào đó hoặc là thay đổi một cơ chế nào đó trong dự án thì toàn bộ những cái việc đó thì đều là do team dev đội ngũ phát triển của dự án họ làm nhưng mà khi mà một dự án crypto đã đưa vào DAO có nghĩa là dự án đó sẽ thuộc về cái sự quyết định của chung ở trong cộng đồng tức là nó sẽ không có được quyết định bởi một cá nhân nào cả mà là cộng đồng sẽ là những người mà biểu quyết để xem là cái tính năng đó cái việc thay đổi đó có nên diễn ra hay không thì đó được gọi là tổ chức đào ha thì đây là một cái trend mà nó đã trải qua rất là hot ở trong thời gian qua và mình nghĩ là đây cũng là một cái xu thế mà sắp tới sẽ còn tiếp tục phát triển nữa tại vì cái định hướng của thị trường crypto nói chung á là sẽ về việc là phi tập trung tức là sẽ không để những cái quyền lực nó tập trung vào một người hay là một nhóm người nào cả mà là tất cả dự án thì đều mong muốn là sẽ đưa dự án của trong thời gian qua thì chúng ta thấy là cái trend DAO này nó khá là phổ biến ở trên thị trường Và mình nghĩ là cái việc mà những dự án crypto uh, tích hợp cái việc uh, cái tính năng DAO vào trong nền tảng của mình á, Nó không phải là một cái trend mà có thể nó sẽ là một cái xu hướng và nó sẽ đi tiếp tục với thị trường crypto trong một thời gian dài sắp tới nữa Tại vì bản chất của crypto khi mà được sinh ra thì đều hướng tới việc là decentralized tức là cái quyền lực phải cần À, phi tập trung đi và không để một uh, cá nhân hay là một nhóm người nào là quản lý hết cái dự án đó. thì những dự án DAO là những dự án mà được cộng đồng rất là quan tâm và trong những dự án DAO đó thì chúng ta có một dự án có tên là BitDAO. vậy thì uh, BitDAO nó được tạo ra nhằm mục đích gì? thì đây là trang chủ của dự án BitDAO. các bạn sẽ thấy á, là dự án này À, mong muốn tạo ra một cái hệ sinh thái Bitdao Ecosystem để mà những người dùng khác nhau hay gọi cách khác là những token holder, những người holder khác nhau đó, họ đều có thể đóng góp vào sự phát triển của dự án này Đây cái mô hình nó sẽ đi là contribution tức là những cái việc đóng góp là việc mà mình mua token hay là mình sở hữu token nè à, thì những cái token nó sẽ được đưa vào cái treasury tức là một cái quỹ dự trữ của BitDAO và trong cái treasury này á sẽ là nơi mà user ha những người mà holder sẽ đưa ra những cái proposal tức là những cái đề xuất và cùng nhau voting cùng nhau thảo luận và đưa ra cái ý kiến của mình về việc là cái đề xuất đó có nên thực hiện hay không thì đó chính là làm về governance ha thì sau khi mà những đề xuất đó đã được thông qua thực hiện rồi thì nó sẽ đến cái khâu là execution về execution này thì nó có thể bao gồm những cái việc như là grants tức là hệ thống bitdao họ sẽ có thể đầu tư họ sẽ chích một cái phần tiền ở trong cái quỹ treasury ra để mà đầu tư vào những dự án tiềm năng nè hoặc là làm về token swap tức là có thể mua bán token hoặc là protocol upgrade tức là những cái nâng cấp của bitdao thì cũng sẽ có thể được execution ở đây ví dụ như là những cái sản phẩm mới của bitdao hoặc là những cái sự hợp tác mới tích hợp mới với những đối tác ha partner thì đó là về execution như vậy á, nhìn chung thì anh em thấy là dự án BitDAO này nó sẽ muốn làm cái gì thì ở đây dự án sẽ cố gắng tạo ra một cái DAO mà có cái quỹ treasury lớn nhất ở trên thế giới ha và sẽ dùng cái quỹ này để có thể uh, hợp tác với những uh, nền tảng hàng đầu nè hoặc là xây dựng uh, những cái dự án mới để xây dựng ra một cái hệ thống tài chính mới thì đó là một cái uh, tương lai của dự án big down này rồi thì ở thời điểm hiện tại dự án big down nó đang nằm ở vị trí như thế nào ở trong cái bản đồ về uh, những uh, nền tảng down trên uh, thị trường crypto hiện nay thì chúng ta sẽ cùng xem một cái thống kê ở trang deepdao.io là một nơi mà chuyên để thống kê những cái thông số về các DAO tức là những cái tổ chức tự trị phi tập trung này ở thị trường crypto ở đây anh em sẽ thấy là mình sẽ quay lại cho trang chủ đi thì ở đây mọi người sẽ thấy là trang này sẽ xếp cái thứ tự về những cái DAO mà lớn nhất trong thị trường hiện nay từ trên xuống dưới và nó sẽ tính theo là số tiền đang có trong treasury của DAO đó là bao nhiêu thì anh em sẽ thấy là ở top 1 hiện tại đó là nền tảng Uniswap với tổng số tiền là tầm 1,9 tỷ đô ha. Rồi đứng thứ hai chính là dự án BitDAO mà chúng ta đang tìm hiểu ha với cái tổng số tiền ở trong treasury là 1,8 tỷ đô. Như vậy các bạn có thể thấy là dự án BitDAO này hiện tại cũng đang gần đạt được tới cái mục tiêu tức là Logis DAO treasury là cái DAO lớn nhất trên thị trường rồi thì nó chỉ thua mỗi Uniswap thôi. Và khi mà chúng ta click vào chi tiết thì chúng ta sẽ xem được á là ở trong cái DAO này nè đang có những cái token nào ha, cái số tiền của mỗi token là như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ có là đứng đầu dĩ nhiên là đồng token của BitDAO tức là đồng BIT, BIT ha. Thì đồng này đang có cái số lượng uh, token là tầm uh, 900 triệu token và cái giá trị theo USD đó là 977 tỷ đô Tiếp theo là đồng ETH và tiếp theo là đồng FTT Thì FTT này là đồng của sàn FTX là coi sàn ha Rồi tiếp tới thì chúng ta sẽ có USDC với lại USDT là stablecoin Thì đây là toàn bộ những số tiền đang được có ở trong cái treasury quỹ của BitDAO rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, là mỗi một cái DAO khác nhau á thì đều có những cái người đóng góp khác nhau, tức là trong một cái treasury như thế này dĩ nhiên là sẽ có rất là nhiều những người đóng góp bao gồm các con như là chúng ta nè, hoặc là cá mập, hoặc là lớn hơn nữa đó là những tổ chức, quỹ đầu tư. Thì đối với lại dự án BitDAO này á, cái tổ chức mà đóng góp nhiều nhất ở trong BitDAO cũng như là cái tổ chức mà đã khai sinh ra cái việc là đóng góp token ở trong DAO này á đó chính là sàn bybit ha. thì ở đây mình cũng sẽ thông tin cho anh em một cái điều mà nhiều anh em khi tìm hiểu về token bitdao này á, anh em lầm tưởng á là mọi người nghĩ rằng sàn bybit này chính là sàn tạo đồng bitdao thì bản chất nó là không phải như vậy ha. bitdao là riêng là cái team bitdao thì hiện tại là vẫn không có public thông tin của họ nhưng mà về vai trò của sàn bybit là sàn này là cái nơi mà khai sinh ra cái việc đóng góp ở trong BitDAO này cũng như là cái nơi mà nắm giữ nhiều cái phần nhất ở trong cái phần BitDAO này. Cho nên sàn Bybit này họ mới sử dụng cái đồng Bit này làm tương tự như là một cái đồng coi của sàn luôn thì nó có một chút xíu cái khác biệt nhỏ so với những sàn khác ví dụ như là ở bên sàn bài nem chúng ta có đồng coi sàn là BNB đúng không thì bản chất là đồng BNB là được bài nem họ tạo ra luôn còn ví dụ như bên sàn FTX chúng ta có coi sàn là FTT thì bản chất FTT cũng là do sàn FTX tạo ra hay là bên HUBi chúng ta có coi sàn là HT thì bản chất thì HT cũng là do HUBi tạo ra nhưng mà với Bybit thì nó có một cái uh, khác biệt một xíu ha là cái đồng bitdown này á, là sàn Bybit họ sử dụng để làm cái nền tảng là coi sàn của họ luôn và nó được lấy từ cái dự án bitdown này chứ không phải là sàn Bybit tạo ra đồng bitdown. Ok thì cái đó là anh em nắm thông tin ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một cái thông tin về uh, token sale của dự án Bitdao này thì với uh, dự án này á Họ đã trải qua hai cái vòng bán token thứ nhất là vòng private sale thì ở trong vòng private sale thì uh, dự án đã gọi được tổng cái số vốn là 230 triệu đô và đến từ uh, Founder của uh, Paypal đó là Peter Thiel thì uh, đây là một trong những uh, người mà entrepreneur, những người làm startup mà rất là nổi tiếng ở bên Silicon Valley ha. Đây, đây là gương mặt của Peter Thiel, là founder của PayPal thì là người đã đầu tư vào trong dự án BitDao này cùng với lại một cái số một số những cái quỹ khác thì anh em có thể xem chi tiết về uh, những cái quỹ đó, ha, những đối tác của BitDao ở bên dưới nè. Đó, chúng ta thấy có Peter Thiel, rồi uh, chúng ta có quỹ Founders, rồi Pantera cũng là một quỹ rất là lớn ở trong thị trường ha rồi ngoài ra thì chúng ta có Spartan nè, đó những cái quỹ nhỏ nhỏ hơn, thì đây là toàn bộ những đối tác của dự án BitDao này và dĩ nhiên là chúng ta có sàn Bybit ha. Rồi cái vòng gọi vốn thứ hai của BitDao là vòng bán IDO ở trên nền tảng uh, MISO của Sushi, thì đây là một nền tảng mà cho phép mọi người có thể uh, mua token trực tiếp thông qua hình thức đấu giá ha. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái giá IDO kết thúc đó là giá 1,4 và hiện tại là token đã giảm về còn 1,08 cho nên những người mua IDO thì cũng đang chịu một cái mức lỗ là tầm 24,1 phần rồi ha Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai là tìm hiểu sâu hơn về Bit Token bao gồm cái phần token nomic của dự án cũng như là token use case có thể được dùng trong những cái mục đích như thế nào ha? Thì đầu tiên là tokenomic thì chúng ta sẽ thấy là dự án Bitdown này tổng nguồn cung ha của dự án là tầm 10 tỷ token nhưng mà hiện tại là số lượng token trên thị trường là chỉ tầm vài trăm triệu thôi. Chúng ta có thể xem số liệu ở trên con Market Cap. mình sẽ search là Bitdown ha. Rồi, ở đây anh em sẽ thấy là hiện tại là nguồn cung đang circulating á là vốn hóa cái lượng token mà đang lưu hành ở ngoài thị trường là tầm gần 600 triệu và vốn hóa của bitdao đang tầm là 600 triệu đô ha. Rồi chúng ta có một số những cái phần về token allocation thì private sale là chiếm 5%, rồi clip period tức là sau 3 tháng sau khi mà list sàn thì bắt đầu là sẽ unlock ra và sẽ unlock trong vòng tháng 12 tháng ha rồi tiếp theo chúng ta sẽ có về uh, Lounge Partner Reward thì cái phần này là không có thông tin ha vẫn là đang not available rồi uh, chúng ta để ý ở cái phần mà Treasury á, thì uh, đang nắm là tầm 30 phần trăm tổng cái nguồn cung của Bitdao ha rồi tiếp theo thì tiếp theo chính là cái lượng token dành cho sàn Bybit thì anh em sẽ thấy là 15 phần trăm lượng tổng cung á, thì đang sàn bài biết họ đang giữ ha còn lại 45 phần trăm thì vẫn đang được lóc và sẽ lóc trong vòng là 12 tháng và sẽ 12 tháng sau đó thì tiếp tục là sẽ bắt đầu là unlock ra và sẽ unlock dần dần à, trong vòng là 2 năm thì sẽ unlock xong được cái đóng 45 phần trăm này như vậy á, anh em có thể nhìn thấy được gì từ cái phần uh, tokenomics của dự án Bitdao này thì ở đây có một điểm quan trọng đó, đó là về việc là sàn uh, Bybit họ nắm giữ tới hơn là 60% cái lượng token của Bitdao cũng như là họ là một cái người đóng góp chính ở trong cái phần là treasury cho nên tuy mang tiếng là một dự án uh, Bitdao không phải của sàn Bybit nhưng mà nhìn vào tokenomic anh em có thể thấy là Bybit hoàn toàn có thể uh, tác động được tới giá của đồng Bitdao này cũng như là định hướng phát triển của đồng Bitdao sau này vì họ đã nắm hết phần lớn token của dự án rồi ha Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần token Yusuke của Bitdao thì những bạn nào mà hold đồng Bitdao thì các bạn có thể nhận được những cái tính năng gì thứ nhất là vì các bạn có thể tham gia được launchpad ở bên sàn Bybit ha ở đây anh em sẽ thấy là sàn Bybit bit đó họ sẽ tổ chức những cái launchpad là nơi mà người dùng có thể là lock cái dao của họ lock cái đồng bit dao của họ vào trong những dự án này để khi mà dự án hoàn xong hoàn tất xong cái việc launchpad thì chúng ta sẽ nhận về token và nó cũng tương tự là cái việc mà các bạn sử dụng bnb ở trên bài launchpad để các bạn lock bnb và các bạn nhận về token của dự án ha thì đó là một cái cách mà giúp cho người dùng những người holder của đồng bit này có thể là kiếm thêm tiền mỗi khi mà dự án Launchpad được ra mắt ở trên đây ha rồi tiếp theo là các bạn có thể đem đồng bitdown của mình đi stacking thì ngay trên uh, Bybit cũng có cái nơi để cho các bạn uh, stacking nè các bạn chọn cái phần earn á rồi các bạn vào trong phần là ơn uh, nè, à, rồi chọn là stacking linh hoạt thì chúng ta sẽ thấy là các bạn có thể đem uh, stack bit ở trong sàn bybit luôn và APY qua hiện tại là bốn phần trăm. mình thấy là APY qua nó cũng không có cao lắm nhưng mà bạn nào mà dành để hold lâu dài á thì bạn hoàn toàn có thể đem vô stack trên đây và nó có một cái điểm hay nữa đó là nó là stacking linh hoạt tức là bạn có thể bỏ token vào đây bạn stack rồi sau khi mà bạn không muốn stack nữa thì bạn hoàn toàn có thể là unstack mình rút token ra bất cứ lúc nào thì cái chiến lược đó là nếu mà bạn hold bit down thì bạn nên đem lên sàn bybit rồi mình sẽ cho vào đây mình stack rồi khi nào mà có chương trình launchpad của sàn bybit á thì mình sẽ vào trong đây mình unstack ra để mình lấy cái đống bit đó mình vào trong launchpad để mình lock token lại và mình nhận được token ở bên đây rồi khi nào mà dự án đã trả token rồi á thì chúng ta lại có thể đem cái phần BIT của chúng ta đem vào đây chúng ta xét tiếp. Rất là tiện lợi luôn ha. Rồi đôi khi thì nó cũng sẽ có những cái cách khác để bạn kiếm tiền từ việc hold BIT. Chẳng hạn như là Launchpool này cũng là một nơi mà bạn có thể đem xét cái token BIT của mình và nhận lại về token này và APY rất là cao ha. 134% luôn đó thì đó là những cái cách mà bạn có thể đem token uh, bit đem đi Stacking. ok ha. Rồi cuối cùng đó là chúng ta có thể uh, đem đi voting ở trong phần governance. thì phần governance này mình đã giới thiệu từ đầu dành cho mọi người rồi á. Đó. đó là chúng ta sẽ vote ở trong cái phần proposal này nè. đó để mà chúng ta quyết định được những cái sự thay đổi sắp tới của dự án bitdao này. thì ở đây anh em có thể xem được vào trong cái phần uh, Live paper của dự án thì anh em sẽ thấy là mỗi khi mà chúng ta vote á, thì có thể là những cái đề xuất sau, thứ nhất là về token swap nè, thứ hai đó là về việc là chúng ta có thể chích uh, một phần tiền ở trong treasury ra để vào trong những cái project khác nhau làm funding cho dự án hay là uh, cung cấp thanh khoản nè hoặc là uh, cung cấp một cái phần uh, xuất uh, phần thưởng dành cho những người builder của dự án ha. Đó, rồi tiếp theo là chúng ta có thể update về cái protocol của BigDAO Nói chung là đó là những cái tính năng riêng ở trong uh, BitDAO thì chúng ta có thể update được cái phần này Thì đó là những cái phần mà những bạn nào mà hold token thì có thể vote và khi mà vote thành công thì đó là những cái mà sẽ được thực hiện ha Rồi ok thì đó là ba cách Nói chung uh, là ba cách này anh em uh, mình nghĩ là anh em nên sử dụng uh, cái phần Launchpad với lại Stacking ở trên sàn Bybit Thì anh em sẽ tìm kiếm được cái thu nhập thụ động nhiều hơn ha còn bên Governance này thì dành cho anh em nào mà xuyên đem đi voting này kia thì anh em có thể uh, cân nhắc ở bên đây rồi bây giờ mình sẽ đến phần thứ ba đó là về tiềm năng của việc là hô cái token Bitdao này. Thì trước khi mà đi vào phần tiềm năng chúng ta hãy cùng xem về giá của token hiện tại là đang ở đâu ha. Thì chúng ta sẽ check giá của đồng Bitdao ở đây. Rồi. Ở đây anh em sẽ thấy là hiện tại là thị trường đang ở trong một cái đợt đao trend khá là mạnh và rất là nhiều token chia nhiều lần từ đỉnh. Thì biết Dow cũng không phải là ngoại lệ ha. Thì sau khi mà đã pump lên khá là nhiều từ tầm là 1.6 cho tới là tầm là 3 đô ha. Thì bây giờ là biết Dow đã giảm tầm là 65% từ đỉnh rồi. Và nếu mà coi theo cái khung trạng theo ngày đi coi theo thông ngày thì anh em thấy là hiện tại đang sideway dưới đây và vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục cho nên nếu mà bạn nào mua thì bạn có thể rải tiền ra bạn mua từ từ tại vì cái chạc này hiện tại là nó vẫn đang dò đáy và không có một cái khung support nào hết cho nên là chúng ta cũng sẽ không thể biết được là khi nào mà dự án sẽ bắt đầu được bơm giá lên lại cho nên cái đoạn sideway này thì mình nghĩ cũng là một cái đoạn tốt để anh em bắt đầu mua vô được từ từ rồi lỡ đâu mà nó bị break cái phần dưới đây ha chẳng hạn như là Chúng ta có cái khung xe quay này nếu mà bị break cái đường này thì nó có thể đi xuống dưới đây tiếp Thì cái đó là cái việc rủi ro mà chúng ta cần phải tính trước nếu mà chúng ta mua token ở thời điểm hiện tại Rồi ok thì đó là phần giá của token còn bây giờ về phần tiềm năng á thì như mình có nói Bitdown á bản chất nó không phải là coi sàn của sàn Bybit nhưng mà theo chúng ta đã phân tích ở phần tokenomics thì sàn Bybit hoàn toàn có thể là tác động vào được cái đồng Bitdown này tại vì họ đã nắm hết gần như là 60 70% cái lượng nguồn cung rồi. Cho nên chúng ta có thể xem như là Bitdown là coi sàn của sàn Bybit và khi mà các bạn hô coi sàn á thì các bạn sẽ đánh cược vào cái việc á, là nếu như mà sàn Bybit họ phát triển tốt thì chắc chắn là coi sàn sẽ tăng Thực ra thì theo đánh giá của mình đó là hô coi sàn là một trong những cái khoản đầu tư mà gần như là an toàn nhất ở trong thị trường crypto này rồi thì anh em có thể thấy là những cái đồng coi sàn như là BNB nè, rồi FTT hay là HT hay là KCS bên KuCoin á thì ở những đồng coi sàn nó khi mà sàn đã càng ngày càng phát triển thì chắc chắn là sàn phải bơm tiền vào trong cái đồng coi sàn để giá nó tăng lên cho nên nếu mà trong danh mục đầu tư của anh em thì anh em cũng nên là có một phần nhỏ để chúng ta chích ra chúng ta hô những đồng coi sàn thì đó là một phần thuộc dạng gọi là đầu tư nó an toàn so với lại những dự án khác ha Thì bây giờ nếu mà các bạn đánh cược vào cái việc là sàn Bybit sẽ phát triển trong thời gian tới thì chúng ta có thể hô cái đồng bitdao này Tại vì trước sau gì nếu như mà Bybit phát triển thì họ cũng sẽ bơm tiền vào bitdao để cho bitdao tăng giá thôi chứ không thể nào một cái sàn mà phát triển rất nhiều user vào rất nhiều rồi nhưng mà giá token coi của sàn lại lẹt đẹt thì là không có chuyện đó ha và đặc biệt là những sàn crypto thì cũng không có gì ngoài tiền hết cho nên cái việc mà bơm tiền vào để bơm giá token lên thì nó cũng là việc nó không phải là quá khó với sàn vấn đề quan trọng là khi mà họ đã phát triển rồi họ đã có doanh thu mạnh rồi thì họ có muốn bơm tiền vào hay không thôi Ha. Rồi một số thông tin cho anh em về sàn Bybit dành cho bạn nào chưa biết á thì bản chất của sàn Bybit được tạo ra là làm uh, bên derivative tức là dùng để cho user có thể uh, đánh future, long short tất cả các thứ trên đây. Thì nếu mà chúng ta check theo volume giao dịch uh, của derivative thì sàn CoBit hiện tại đang đứng top 3 và chỉ thua mỗi bài Nen với lại OKX thôi như vậy chúng ta sẽ thấy là về cái nền tảng về long shot về future thì bybit vẫn đang đứng top rồi cho nên cái lượng user của họ đã có sẵn rồi và những người user đó cũng sẽ được biết tới cái token này thông qua những cái chiến lược marketing của sàn bybit ha rồi tiếp theo là thêm một cái dấu hiệu nữa để cho thấy là sàn bybit này sẽ mở rộng trong tương lai chứ họ không chỉ dừng lại ở việc là chỉ tập trung vào future thôi. Đó là họ ngày càng gia tăng list những cái token ở bên spot tức là thị trường giao dịch spot hơn. Dành cho mọi người có thể mua bán trên đây tương tự những cái sàn khác thì đó là một cái dấu hiệu tích cực để có thể thu hút thêm những user bình thường, những người mà không muốn đánh future. Thì nếu mà chúng ta chắc ở bên volume spot của sàn Bybit thì volume hiện tại cũng còn khá là khiêm tốn chỉ tầm 300 triệu đô thôi so với những cái sàn khác như là FTX hay là KuCoin thì tầm là hơn 1 tỷ đô rồi cho nên sàn Bybit vẫn còn volume của sàn á, về spot vẫn còn tương đối là nhỏ nhưng mà nếu như sàn phát triển tốt á, thì hoàn toàn trong tương lai sẽ có nhiều user mới vào trong đây để đăng ký tài khoản và mua bán trên đây Nói chung tóm lại anh em hold cái đồng Bitdao này á, thì anh em sẽ đánh cược vào việc nếu mà sàn Bybit phát triển mạnh trong thời gian tới thì đồng Bitdao này sẽ tăng ha đó là những cái thông tin mà mình hướng dẫn cho mọi người rồi ok thì nếu mà anh em nào mà chưa có tài khoản sàn Bybit anh em có thể nhấn chọn vào đường link mình để bên dưới phần mô tả để có thể đăng ký tài khoản sàn Bybit ha thì khi mà anh em đăng ký thông qua link của mình á thì anh em sẽ nhận được bonus là 20 USDT ở trong tài khoản của chúng ta khi mà chúng ta nạp tiền và chúng ta trade trên đó mình cũng có một video để mình hướng dẫn mọi người cách tạo tài khoản nè. Thì anh em có thể xem video này ha, mình sẽ để link của video bên dưới phần mô tả luôn. Rồi thì như vậy là mình sẽ kết thúc video uh, giới thiệu với anh em về đồng Bitdang ngày hôm nay tại đây ha. Thì uh, trước khi kết thúc video thì đây chỉ là những cái thông tin mà mình chia sẻ mọi người nó không phải là lời khuyên đầu tư cho nên trước khi mà anh em ra một cái quyết định đầu tư nào đó thì anh em cần phải cân nhắc thật là kỹ và phải nghiên cứu kỹ và chịu trách nhiệm với cái số tiền mà mình đầu tư ha rồi ok thì mình sẽ chào tạm biệt tất cả anh em tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé